Theo thống kê từ ban tổ chức giải, sau 8 vòng đấu đầu tiên của mùa giải lịch sử tổ chức trong 2 năm, sân Lạch Chay của Hải Phòng chính là nơi sôi động nhất trong số 12 sân bóng tổ chức V-League. Cụ thể, theo thống kê về số khán giả tới sân trong các vòng đấu vừa qua tại V-League 2023-2024, sân Lạch Chay của Hải Phòng đã đón lượng cổ động viên tới sân đông nhất trong số 14 đội bóng tham dự giải. Dữ liệu từ ban tổ chức giải cho biết đã có 46.000 khán giả đến dự khán trong 4 trận đấu trên sân nhà của câu lạc bộ Hải Phòng ở V-League mùa này. Tính ra số khán giả trung bình tới sân ở mỗi trận đấu là 11.500 khán giả. Sân Lạch Chay hiện cũng là sân đấu sở hữu hai trận đấu đón lượng khán giả cao nhất đến sân sau 8 vòng đấu ở V-League. Đó là trận khai mạc mùa giải giữa câu lạc bộ Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai đón số lượng khán giả cao nhất lên đến 15.000 người. Trong trận đấu thuộc vòng 4 giữa Hải Phòng gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội mặc dù diễn ra vào thứ hai, nhưng cũng đón số lượng khán giả cao thứ 23.000 người. Điều đó cho thấy sân lạch chay thực sự là chảo lửa và là điểm tựa cho câu lạc bộ Hải Phòng ở mùa giải này. Dù không còn giữ các kỷ lục ở mùa giải 2023-2024 nhưng sân thiên trường vẫn giữ được sức nóng của mình khi đón trung bình 9.800 khán giả tới sân mỗi trận, thi đấu 5 trận trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng tạm thời, và sân nhà chính là nguồn sức mạnh đóng góp không nhỏ cho đội bóng này khi giúp đội thắng 4, hòa. Xếp thứ 3 trong danh sách là sân hàng đẫy, với lượng trung bình 7.750 khán giả tới sân trong các trận đấu sân nhà của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trong 4 trận sân nhà của đội bóng này, trận tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội là trận đấu chứng kiến số lượng người hâm mộ tới sân hàng đẫy đông nhất với 12.000 người, vòng 3. Khi chuyển sang tổ chức giải theo khuyến nghị của AFC, các câu lạc bộ ở V-League sẽ có giai đoạn thi đấu trong điều kiện thời tiết mùa thu đông ở phía Bắc chính vì vậy rất nhiều trận đấu ở khu vực này diễn ra trong điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi tuy nhiên các sân bóng phía bắc đặc biệt các sân như lạch chay thiên trường hàng đẫy đều vẫn giữ được nhiệt khi duy trì số lượng người hâm mộ tới sân đông đảo điều đó nói lên tình yêu của người hâm mộ địa phương và nỗ lực của các đội bóng trong việc thu hút người hâm mộ tới sân